Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với những món quà âm nhạc. Và Liêu Kỳ muốn giới thiệu đến tất cả quý vị sự xuất hiện của một nhân vật mà có lẽ là sẽ rất quen thuộc với tất cả quý vị ở đây. Một gương mặt đã xuất hiện trong rất nhiều những bộ phim truyền hình của Việt Nam. Và anh cũng đã nổi tiếng với nhiều vai trò khác nhau, MC, ca sĩ, diễn viên. Và người Liêu Kỳ muốn nhắc đến và muốn giới thiệu đến tất cả quý vị hiện diện trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay để chào đón tiếng hát của diễn viên Quý Bình. Xin cảm ơn MC rất là nhiều. Và lời đầu tiên cho Quý Bình được gửi lời chào thương mến đến sự hiện diện đặc biệt của tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Và từ lúc nãy đến giờ Quý Bình đứng bên trong cánh gà và cảm nhận được tình cảm của tất cả quý vị ngày hôm nay đã mang đến cho chương trình. Cũng nói thật là ngày hôm nay Quý Bình đến đây mặc dù cái tòa nhà này nó rất đổi quen thuộc với Quý Bình. Bởi vì Quý Bình đến đây để quay hình cho kênh truyền hình 2D TV cũng như là tập đoàn IMC rất là nhiều lần. Và anh Long Chí Thiện ngồi đây. Yeah, xin gửi lời chào đến anh ạ. Nhưng mà ngày hôm nay Quý Bình đến tòa nhà này, Quý Bình cảm nhận được cái điều rất là khác biệt. Đó là Quý Bình được bước vào cái không gian nó tràn ngập những yêu thương, nó tràn ngập những trái tim nhân hậu và tràn ngập sự chia sẻ mà chúng ta đang muốn gửi đến những mảnh đời bất hạnh, những mảnh đời khiếm khuyết đang cần chúng ta chia sẻ. Và Quý Bình lấy cái điều này làm cái niềm hạnh phúc cho chính bản thân mình ngày hôm nay được đứng trên sân khấu này. Và cho Quý Bình, trước khi được trình diễn những ca khúc gửi đến chương trình, thì cho Quý Bình một lần nữa được cùng với anh em trong ekip thực hiện chương trình xin được gửi lời cảm ơn chân tình và sâu sắc nhất đến sự hiện diện quý báu của tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, và ca khúc đầu tiên, một sáng tác rất là hiếm hoi của nhạc sĩ Lam Phương, viết về đấng sinh thành, viết về người mẹ của mình. Một ca khúc Quý Bình rất tâm đắc mà Quý Bình cũng đã chọn thi trong cuộc thi tình Bolero ở năm 2016. Xin gửi tặng đến tất cả quý vị ca khúc được mang tên Đèn Khuya. Xin mời cả nhà mình cùng lắng nghe ạ. Không biết đêm nay vì sao tôi buồn, buồn vì trời mưa hay bão trong tim. Đã mấy thu qua tôi vẫn đi tìm, để rồi buồn ơi nghe tiếng mưa đêm. Khi bước chân đi lần trong cuộc đời, lời mẹ hiền ru còn nhớ khôn nguôi. Khi lớn con đi trên bàn nẻo đời, đừng buồn khi lúc tay còn trắng tay. Mưa ơi mưa ơi, còn nhớ thương nhiều. Nhớ khi mẹ lo sớm chiều, nhớ nụ cười khi nâng niu. Đôi tay run run, ánh mắt dịu hiền, biết tìm lại chốn nào. Mẹ ơi biết chăng, đêm về quạnh hiu nghe tiếng mưa rơi mà nhớ thương nhiều. Đường về đèn khuya in bóng cô liêu. Tìm lại những
chốn nào. Mẹ ơi biết chăng đêm về quạnh hiu nghe tiếng mưa rơi mà nhớ thương nhiều. Đường về đèn khuya in bóng cô liêu. Ai biết đêm nay tôi vẫn mong chờ tìm lại những phút vui ngày âu thơ. Ai biết đêm nay tôi vẫn mong chờ tìm lại những phút vui ngày âu. Dạ xin cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị rất là nhiều ạ. Dạ. À, cái chị tên là Thu Xuân gửi anh ạ. Dạ. Dạ em cảm ơn chị Thu Xuân và em cũng xin được cảm ơn chị đã chuyển bó hoa rất là đẹp này đến Quý Bình. Một lần nữa xin được cảm ơn chị Thu Xuân. Chị Thu Xuân cũng đang hiện diện ở đây và chị là một người chị mà hầu như là bất kỳ một cái chương trình nào của Quý Bình chị cũng đều có mặt để mà ủng hộ tinh thần cho Quý Bình. Và đặc biệt là với những chương trình thiện nguyện như thế này thì chị lại càng đến và ủng hộ nhiệt thành hơn nữa.